Cơ khí Quang Đông xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay nhân tiện anh em mình có làm cái máy lợp ngói Hasuko, ngói màu dạng ngói 9 viên mét. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái cách bó bò bằng sắt để sao cho cái quá trình thi công nó nhanh, tiện và dễ làm. Thì đầu tiên thì ở cái dạng máy này bó bò đấy thì anh em cần phải đặt một viên ngói trước, đó là cái viên ngói cuối cùng kìa. Đấy, đặt cái viên ngói cuối cùng, xong rồi anh em căn làm sao cho nó vừa cái hộp này, úp thử một cái viên bò vào làm sao cho nó bó được sát vào cái trượt này nhé. Đấy, thì là anh em bắt đầu anh em mới định vị cái sắt này lại và anh em bó. Thì cứ anh em cứ hàn cứ bắn được 1-2 viên xong anh em lại bó luôn. Đấy thì là nó dễ hơn. Đấy thì để mình thi công cho anh em xem cho nó được dễ hiểu hơn nhé. Đấy thì khi mà anh em bắn được xong cái viên ở dưới này rồi thì anh em đặt cái viên ngói tiếp theo. Đấy, anh em đặt viên ngói tiếp theo này xong rồi là anh em đặt tiếp cái viên ở trên. Đấy, anh em đặt tiếp cái viên ở trên như thế này nhé. Xong rồi anh em lấy cái con ốc ấy, anh em vạch vào đít này. Vạch vào đít này một phát. Đấy, vạch cái đít này để làm gì? Thì nhằm mục đích là để tí mình bắn cái bò thì mình căn làm sao cho cái đầu của cái viên bò nó vào đến đây thôi. Thì nó sẽ không bị vướng ở cái viên ngói tiếp theo này. Đấy. Sau khi vạch xong rồi đấy thì anh em đặt viên bò vào. Đúng với lại cái vết vạch vừa rồi mình vạch để làm sao để cho nó không bị vướng vào cái đít của viên ngói kia. Đấy. Xong rồi anh em bắn rất dễ và rất nhanh anh em nhé. Ở đây thì mình dùng cái vít này là cái vít lốc 7. Vít 7. Đấy. Rất nhanh anh em nhé, thi công rất nhanh. Đấy, xong rồi anh em lại cứ tiếp tục lên trên này. Tiếp tục lên trên này, khi anh em đặt viên này thì xong thì anh em bắn vít để giữ cái viên này lại, xong rồi bắt đầu anh em lại đặt tiếp phương pháp tiếp theo như thế. Anh em lại tiếp tục đặt cái viên này lên. Đấy, anh em đặt tiếp viên này lên xong rồi anh em lại vạch. Mục đích là để mình chưa bắn cái viên trên này vội, mục đích là để mình ngồi xuống nó vừa được, tránh được cái sự mất an toàn. Đấy, xong anh em mình ngồi xuống dưới này. Ngồi xuống dưới này mình bắn thì là mình nó tiện hơn, nó gần hơn, anh em mình đỡ phải với ngoài thì là nó đỡ mất an toàn. Đấy, anh em bắn luôn, rất dễ. Đấy, chỉ có thế thôi, thi công rất nhanh anh em nhé. Đấy, thì ở mình xem ở trên trên video ở trên mạng mới lại một số anh em làm nghề ở gần nhà mình ấy, ở làng mình ấy làm ấy, là mình cứ thấy là bắn hết ngói lợp này rồi xong mới quay ra đi lợp cái này thì lại đi thả cái thang ấy, hoặc là buộc cái dây để thòng lòng xuống rồi mới bắn. Làm như thế nó vừa mất an toàn này, nó vừa mất thời gian làm của anh em. Đấy, nên anh em tham khảo cái cách làm của mình để anh em thi công cho nó làm sao cho nó được nhanh cái tiến độ mình làm và nó an toàn được cho cái bản thân mình là cái tốt nhất nhé. Đấy, thì là để mai sang cái vế bên kia thì là mình sẽ lại tiếp tục mình quay cho anh em xem từ đầu luôn xem cái cách làm như thế nào. Thì bây giờ mình mới chia sẻ với anh em về cái vế bên này. Alo. Đã rồi là mai bắn ngói về bên kia rồi mình sẽ lại chia sẻ với anh em tiếp theo nhé. Dạ.